Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ năm, ngày 5 tháng 5 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình thái hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình thái thì hàng ngày mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến nhóm mít hay một số loại nông sản khác thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá mít Thái hôm nay, sáng hôm nay thì tạm thời không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Hôm qua thì giá mít tăng nhẹ. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì tình hình giá mít có thể tiếp tục tăng thật là mạnh trở lại để chú quý bà con có thể yên tâm và có lãi. Thì tình hình giá mít Thái sáng hôm nay ở khu vực Vĩnh Long thì cam lớn là 7, cam nhỏ là 2, giá mít chợ là 1.500 đồng một ký. Khu vực Cần Thơ thì cam lớn là 7, cam nhỏ là 2, khu vực Đồng Tháp thì cam lớn là 8, cam nhỏ là 2. Khu vực An Giang thì cam lớn là 8, cam nhỏ là 2. Khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang thì chợ hiện nay đang nằm ở giá đồng từ 1.500 đến 2.000 đồng ký. Còn giá mít sâu ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang hiện nay thì đang có giá đồng từ 4.000 đồng ký đối với bà con. Do tình hình giá mít xuống thấp nên đa số hiện nay thì bà con nông dân mình cũng đang bán mít sâu rất là nhiều. Còn khu vực Sóc Trăng thì cam lớn là 7, cam nhỏ là 2, thì mít chợ là 1.500 đồng một ký. Khu vực Long An thì cam lớn là 8, cam nhỏ là 2, thì mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực Tiền Giang thì cam lớn là 8, cam nhỏ là 3, thì mít chợ là 2.000 đồng ký. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, chứ khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều vựa mít. Ở khu vực Long An, Tiền Giang thì thương lái đang mua xô với mức giá đồng từ 4.000 đến 4.500 đồng một ký. Còn khu vực Bình Phước thì cam lớn là 6, cam nhỏ là 2, thì mít chợ là 1.500 đồng một ký. Khu vực Bình Dương thì cam lớn là 6, cam nhỏ là 2, thì mít chợ là 1.500 đồng một ký. Khu vực Đồng Nai thì cam lớn là 6, cam nhỏ là 2, thì mít chợ là 1.500 đồng một ký. Khu vực Vũng Tàu thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, thì mít chợ là 1.500 đồng một ký. Giá mít sô ở khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua sô với giá đồng từ 3.000 đến 3.500 đồng một ký. Còn khu vực Tây Nguyên thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, thì mít chợ là 1.000 đồng một ký.